Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với con game Kawin. Hôm nay thì mình sẽ vào chơi Anon ở trong con game Kawin tiếp. Hôm nay thì mình sẽ chơi trò Anon quay thú anh em nhé. Mình chơi Anon quay thú được chưa? Thì anh em có thể là tham khảo thêm về cái mẹo Anon này của mình. Có lẽ là nếu mà anh em nào mà từng xem những video của mình về con game Kawin thì anh em sẽ biết về cách Anon này thôi, đơn giản lắm. Ok chạ. Rồi, con thỏ. Về bất kỳ một con thú nào để xem mình thắng được bao nhiêu đây. Để xem mình thắng được bao nhiêu đây. À, được 126k rồi, quay tiếp. Thì link tải con game Kawin này mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhé. Để xem nào. Và chắc chắn là đối với con quay thú này thì anh em chỉ nên quay trong vòng 3 ván thôi. Mình nhắc lại là chỉ 3 ván thôi nhá. Tại vì sao ngày trước ấy là cái thủ thuật Anon nó ít người biết cho nên nó ít bị soi. Kiểu như giống như kiểu là ví dụ có 10 người đúng không ạ? Kiểu như là có 10 người thì ngày trước thì chỉ có 10 người thì có 1 đến 2 người người ta biết thủ thuật Anon người ta chơi thôi. Nhưng mà bây giờ ấy, bây giờ thì ngược lại anh em ạ, bây giờ ngược lại, bây giờ có tỷ lệ cao là gì? Rất nhiều người người ta biết. Đấy, rất nhiều người người ta biết luôn. Mình sẽ nâng lên thêm nhá. Mình sẽ nâng lên thêm một vòng bởi vì lần cuối mà tất tay. Ván này là tất tay. Ván này là tất tay rồi. Ok. Về con chim cũng được rồi. Nói chung quay 3 ván thì lãi được là 250 anh em ạ. Quay 3 ván lãi được 250. Đấy. Thì bây giờ mình áp dụng thủ thuật Anon ấy thì dễ bị phát hiện. Bởi vì bây giờ 10 người thì mình đoán là chắc phải 8 người người ta chơi theo kiểu là Anon rồi. Còn xanh chín thì ít lắm anh em ạ. Xanh chín thì ít lắm. Và Anon thì mỗi ngày thì nên Anon ít thôi anh em ơi. Tổng khoảng độ là 10-20% số vốn ban đầu là ok rồi. Đấy. Ok nhá. Thì mình kiếm được 200k rồi. Nhưng mà với bản thân mình là một trong những người mà nói chung là có kiến thức đó, mình cũng cứng mà, thì kiếm 200.000 như vậy nó là đơn giản với mình quá mỗi ngày. Thì về vốn là 2 triệu thì ít nhất mình cũng phải kiếm được khoảng 500k anh em ạ. 500k hoặc là 300k thì mình nghĩ là mình mới phù hợp được. Ok. Để mình sẽ xem nhá. Hôm nay mình sẽ chơi xích bò trên dưới này. Mình sẽ chơi xích bò trên dưới cùng anh em để xem anh em xem cái cách đánh của mình có hiệu quả không. Má đó. Lẹ này. Ui về chẵn luôn này. Thế đánh chẵn đi. Rồi. Lẹ này. Chính xác. Lẹ tiếp này. Chính xác. Và này chẵn này. Chính xác. 100 lên 100k nhá. Lẹ đi. Lẹ luôn anh em ạ. Ván này 50k rồi. Lẹ tiếp này. Rồi, chính xác thì lên được 2 củ rưỡi rồi anh em ạ. Anh em thấy không? Cho nên ấy là với cá nhân mình là một người cứng rồi thì mình có thể là dễ dàng mình kiếm được. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em đầu tiên là thôi, để clip sau đi, mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách cụ thể nhất về cái cách bắt cầu trong con xích bò trên dưới này. Ok không? Rồi thì mình sẽ dừng clip ở đây nhá. Hẹn anh em trong những clip tiếp theo của mình. Thì anh em nào muốn trải nghiệm con game Kawin này thì đừng quên là tải game dưới link dưới phần mô tả anh em nhá. Đấy, 528k. Rút hết từ con số lẻ luôn anh em ạ. Ok chưa? Được rồi, thế là kiếm được 528k ngày hôm nay. Rồi thì mình sẽ dừng clip ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của mình.